Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh vừa khai mạc giải cầu lông tỉnh Lâm Đồng năm 2023. Giải thu hút 190 tay vợt đến từ 11 đơn vị huyện thành và các sở ngành trên toàn tỉnh tham dự gồm Nhà văn hóa lao động tỉnh, Trường cao đẳng Đà Lạt, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Sơn, Chi Linh, Lạc Dương, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc. Tại giải, các tay vợt tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, thi đấu tranh 24 bộ huy chương theo 8 nhóm tuổi, nhóm 1 không phân biệt lứa tuổi, nhóm 2 từ 36 đến 40 tuổi, nhóm 3 từ 41 đến 45 tuổi, nhóm 4 gồm 46 đến 50 tuổi, nhóm 5 từ 51 đến 55 tuổi, nhóm 6 từ 56 tuổi trở lên. Ngoài ra, các tay vợt còn thi đấu theo nhóm quản lý với lứa tuổi từ 45 tuổi trở xuống và từ 46 tuổi trở lên. Giải cầu lông tỉnh Lâm Đồng năm 2023 nhằm hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào tập luyện môn cầu lông tại tỉnh, qua đó xây dựng phong trào và tuyển chọn các vận động viên có năng khiếu bổ sung cho các đội tuyển của tỉnh trong những năm tới. Giải sẽ bế mạc vào ngày 14 tháng 5.